Hôm nay chúng ta tiếp tục phần thứ 72. Như các bạn cũng biết, chữ Hán nó có cái mật độ thông tin rất là lớn, cho nên ngày nay hầu hết cái danh từ về khoa học, về chuyên môn là tất cả đều có thể diễn tả bằng chữ Hán, mà không phải diễn tả một cách như là gượng gạo, mà là diễn tả một cách rất là độc đáo và chính xác. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu một số chữ nó có gắn liền với một số khái niệm về khoa học. Hai chữ đầu tiên tôi giới thiệu hôm nay là hai chữ hiệu suất. Đây, các bạn xem, hai chữ hiệu suất. Trước khi nói hiệu suất thì tôi giải thích sơ sơ về hai từ này. Hiệu suất có nghĩa là cái năng lượng mình đưa ra rồi nó mới chuyển đổi và thành cái năng lượng có ích. Thì cái năng lượng có ích đó bao giờ nó cũng phải bị mất đi một số, người ta gọi là hao hụt. Đó. Thì nếu mà mất đi nhiều thì tức là hiệu suất kém, mà mất đi ít thì là hiệu suất cao, đại khái như thế. Tôi lấy ví dụ như là hồi mà máy nổ mà người ta mới phát minh đó, thì cái hiệu suất nó chỉ có mười mấy phần trăm thôi. Vì sao mà chế tạo được động cơ đốt trong đó, thì cái hiệu suất nó lên tới được 30%. Ngày nay thì nó cũng tiến bộ hơn nhưng mà cũng không vượt quá ngưỡng 60%. Thì thực ra thì người ta không thể nào đạt được cái hiệu suất 100%. Thế bây giờ tôi nói rõ hơn hiệu suất là gì. Đại khái thế này, khi mà con biết là năng lượng nó có thể chuyển hóa, chẳng hạn như là điện trường nó có thể chuyển hóa thành từ trường có thể chuyển thành điện trường, hoặc là điện trường có thể chuyển thành là công công cơ học, hoặc là công cơ học nó cũng có thể chuyển thành điện trường. Ví dụ có dynamo nó chuyển công cơ học thành điện trường. Còn ví dụ như là điện thì nó vẫn có thể chuyển thành từ trường. Chẳng hạn như đưa điện vào 500 thì 500 nó sẽ có từ tính là chuyển thành từ trường. Đại khái như thế. Hay là xăng dầu, tức là nó có thể chuyển thành công cơ học. Chẳng hạn như là xăng dầu có thể làm cho máy nổ chạy, và khi máy nổ chạy thì nó sẽ biến thành công cơ học. Thì trong cái sự biến hóa năng lượng này, mặc dù nói là có sự bảo toàn và biến hóa năng lượng, nhưng mà trên thực tế là khi mà mình đưa một lít xăng vào cái máy thì mình thực chất là cái công nó sinh ra không đúng với một lít xăng, mà chỉ khoảng tối đa là 50 tới 60% thôi. Đó, còn dư lại thì cái năng lượng chuyển hóa nó biến thành sức nóng vô ích. Đó, thì nếu mà sức nóng vô ích này mà quá nhiều ha, thì coi như là hiệu suất kém. Nó chưa hiệu suất nữa thế. Bây giờ người Hán, tức là người 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 Trung Quốc đó, người ta đã sử dụng hai cái chữ như thế nào để thể hiện cái khái niệm mà người ta gọi là hiệu suất. Trước hết thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn là chữ hiệu và người ta đã viết chữ hiệu như thế nào. Tôi nói luôn là người ta viết chữ hiệu ba lần và sửa chữa tới ba lần ha. Thì lần đầu tiên người ta viết cái gì? Lần đầu tiên người ta viết cái mũi tên. Cái mũi tên thì cái mũi tên là sao, tức là phải là chuyển người ta tại sao viết cái mũi tên? Bây giờ các bạn biết là cái mũi tên khi mà mình tra tên vào cái cung, rồi chúng ta mới dùng một cái lực mạnh kéo về phía sau, kéo về phía sau, tức là dùng một lực lớn, thì khi ta buông ra thì mũi tên sẽ đi xa. Và nếu ta kéo mà với một lực nhỏ thì mũi tên sẽ đi ngắn. Như vậy rõ ràng là có sự chuyển đổi từ cái chuyện mà ta kéo rồi chuyển đổi thành là sự bay của cái mũi tên, tức là đây nó có sự chuyển đổi trong này đấy. Và khi mà viết đây là cái mũi tên thì ta hiểu đây là cái bàn tay tác động, bàn tay tác động cơ học để tạo ra cái lực mà kéo. Thì sau khi mình buông thì nó cái lực này sẽ chuyển đổi thành cái sự bay của cái mũi tên đấy. Thì tất nhiên trong cách hiểu này thì cũng không phải là không hay ha, nhưng mà về sau thì người ta cảm thấy nó không rõ ràng, cho nên ta sửa cái mũi tên này thành một người chéo cẳng. Mà một người chéo cẳng chữ trong chữ Hán thì gọi là giao. Giao có nghĩa là sự chuyển đổi, chuyển đổi. Còn nếu bên đây là bàn tay, mà bàn tay người thì các bạn biết bàn tay người thì sẽ sinh ra cơ học, lực cơ học ha. Thì lực cơ học có nghĩa là ở đây người ta diễn tả là gì, đây là sự chuyển đổi cơ học, đã hiểu như thế. Nhưng mà cuối cùng thì người ta cảm thấy là chuyển đổi cơ học thì nó cũng không rõ ràng, thì sau đó người ta lại cũng sử dụng chữ giao này, tức là cũng là sử dụng cho chuyển đổi. Và chuyển đổi bên đây người ta ghi cho lực, tức là bây giờ người ta sửa lại cái ý khác là chuyển đổi lực. Như vậy nó mang tính tổng quát cao hơn.
Rồi bây giờ người ta vẽ chữ xuất như thế nào? Đây các bạn nhìn. Để tôi giải thích. Thực ra cũng nó vẽ hình rất đơn giản. Các bạn tưởng tượng nha. Đây là một cái dòng sông từ Nam lên Bắc. Một cái dòng sông từ dưới đi lên. Ở chính giữa này các bạn thấy đây là sợi dây. Vẽ cầm ti đó. Vẽ thế này gọi là vẽ sợi dây. Tức là ta vẽ một cái cảnh là kéo thuyền bằng dây. Kéo thuyền bằng dây. Tất nhiên là kéo thuyền thì cái người kéo phải đứng ở trên bờ chứ đâu thể nào đứng dưới sông, phải không? Thì như vậy á, để cho thuyền đi á thì cần hai bên kéo. Bên đây có một đội kéo, bên kia phải có một đội kéo. Thì như vậy á là cái vectơ lực nó sẽ như thế nào? Vì có hai bên kéo nên tất nhiên là phải dùng hai sợi dây. Thì hai sợi dây kéo này nó sẽ hình thành nhau thành một cái chữ V. Tất nhiên thuyền sẽ di chuyển ở chính giữa cái chữ V đó. Anh nói cách khác đi là thuyền sẽ di chuyển theo cái đường chéo của hình bình hành, tức là di chuyển theo cái vectơ tổng của cái vectơ là đội bên bờ bên đây và một cái vectơ đội đầu cái đội bên kia, hai cái vectơ đó cộng lại sẽ ra cái vectơ đường chéo. Thì tất nhiên là cái đường chéo sẽ nhỏ hơn hai cái lực kéo mà có hai bên cộng lại. Rõ ràng trong trường hợp này thì hiệu suất không thể là 100% được. Giả sử như bạn không hề biết vật lý là gì thì các bạn cũng có thể rất là dễ hiểu. Vì hai bên kéo thì kéo xéo như thế này ha, thì làm gì mà kéo mạnh được, phải không? Tức là muốn cho hiệu suất cao nhất thì cái lực kéo phải trùng phương với cái lực di chuyển của vật. Nó khác đi, hai bên kéo xéo, không kéo theo cái phương di chuyển của vật thì tất nhiên hiệu suất của nó phải kém hơn. Cũng vì vậy mà người ta sử dụng cái cảnh kéo thuyền bằng dây để mà thể hiện cái chữ mà ta gọi là xuất trong cái từ hiệu suất. Xong ha. Hai chữ tôi giới thiệu tiếp sau đây là hai chữ xu thế. Đây các bạn xem cái chữ xu thì các bạn nhìn thấy bao nhiêu yếu tố đây. Tôi nói luôn, đây là nó diễn tả cái cảnh mà người ta thu hoạch lúa. Thế thu hoạch lúa có dính líu gì tới xu? Đây cái cảnh thu hoạch lúa. Thứ nhất là khi mà lúa đã chín rồi, tức là người ta phải nhanh chóng là thu hoạch. Thì các ông biết nếu mà không nhanh chóng thu hoạch đó, nếu mà để lúa chín quá nó sẽ bị rụng và thu hoạch nó sẽ bị là hao hết. Thứ nhất, hai nữa khi mà lúa chín rồi đó thì bắt buộc chúng ta phải lo giữ chim chóc. Nếu mà chúng ta không giữ thì chim chóc nó tới nó ăn cũng tiêu hết. Đó cho nên là những cái chuyện mà gọi là đi thu hoạch lúa là những cái chuyện phải nhanh tay nhanh chân. Đây, một người đang nhanh tay, đang đi nhanh phải không? Và với những cái dấu chân hoạt động ha. Rồi đây là hai cái dấu cộng này thể hiện là lúa. Rồi người đang đứng ở tư thế gì? Tư thế là ôm. Tức là nhanh chóng cắt lúa rồi bó lại rồi ôm rồi đem về nhà đó mà đập ra để mà lấy hột. Đấy, đại khái đây là cái cảnh. Thì người ta vẽ cảnh này đó là người ta chế tạo cái chữ gọi là xu. Như vậy chữ xu là nghĩa gì các bạn biết chưa? Xu có phải là hùa theo, phải là a vua không? Không nói gì quá đáng hên. Bởi vì đây là cái chuyện bắt buộc phải làm. Xu là những cái chuyện mà nó tới rồi thì bắt buộc phải nhanh chóng làm vậy thôi. Xu hoàn toàn không có nghĩa xấu hên. Bây giờ các bạn xem cái cải biên là thế nào. Thì thực ra một người đang nhanh tay nhanh chân có dấu chân đi thì biến thành cái chữ gọi là chữ tẩu á. Mấy cái này thì các bạn có học rồi. Đây là người ở dưới này chữ thành chữ chỉ, dấu chân viết thành chữ chỉ, sao ghép lại thì thành cái chữ tẩu này là nó có sự hoạt động nè, mặt đất nhấp nhô nè. Cái này tôi có giảng rồi. Đây rồi, đây là bên đây là vẽ cái người ôm lúa bó lúa thì không rõ ràng, nhưng bên đây tôi vẽ rất rõ một người nè ôm bó lúa nè, rồi hai người ôm nữa nè một bó lúa nè, cuối cùng vẽ là một người nữa ôm bó lúa ở dưới này, một người bó lúa. Nó khác đi là có rất nhiều người xúm ra nhà mà nhanh chóng, càng nhiều người càng tốt để mà ôm lúa mà đem về xử lý càng nhanh càng tốt. Đó là chữ xu. Rồi bây giờ chữ thứ hai là chữ thế. Bây giờ các bạn thường thường có nghe là người có thế thần chưa? Thông thường những người có gốc lớn mà như có thế thần. Những người có thế thần là những người mà có thể hô mưa gọi gió, muốn bắt ai thì bắt, mà muốn còng ai thì còng, mà muốn khưởng chế ai thì cưỡng. Đấy rồi muốn cầm ai thì cầm.
đó là những người gọi là có thế thần. Bây giờ các bạn xem ở chữ thế người ta viết như thế nào. Đây, cái chữ này thực ra mình có học rồi, chữ hạnh đó là hai người bị còng cái chân với nhau, cái đây là dấu còng chính giữa nè. À, thực sự ở dưới này cũng là một người nữa, ở trên là một người nữa, một người này là cái đầu quay lên, một người nữa cái đầu quay xuống, cho bị còng nhau ngay chính giữa nè, tức là nó khác đi. Cái hình này là chữ hạnh đó, mình có học rồi, là bị còng chân đó. Rồi bên đây nè, rõ ràng vẽ một người phải không, hai cái tay nè, rồi bị còng lại nè, vẽ cây ngang xuống nè, đây là cái người bị còng tay, còn đây là hai người bị còng chân. Rồi dưới này là chữ lực, mà chữ lực này có cái ý nghĩa là cưỡng chế, bắt buộc người ta. Thì các bạn thấy cái chữ thế thì hành thành với ba yếu tố này là thấy ghê gớm chưa, có phải là hô mưa gọi gió phải không, đó muốn cái gì được nấy, đấy gọi là thế trong cái từ thế thần. À, nhưng mà có một điều khi gãy biên thì nó hơi sai lầm, nó mất đi cái ý nghĩa ban đầu. À, các bạn xem cái chữ này với chữ này khác à? Đây là hai bên này thì giống nhau, nhưng mà giống như là một người đang cầm cái gì đó chứ không phải bị còng, đang cầm cái đồ gì đó, mà đại khái là cầm cái gì, ở đây là có bó bông, bông mà bó bông này của thầy cúng, chứ là một người đang cầm một cái bó bông để cúng và đi trên đất đấy, cầm bó bông và đang cúng bái và đi trên đất, rồi có thể là đang có những vũ đạo múa rất là hoành mạnh mẽ, đại khái như thế. Thì thực chất nó chả có ý nghĩa gì cả. Đó, ban đầu là người ta viết chữ hạnh, tức là một người bị còng chân, bên đây người bị còng tay, bây giờ nó ý nghĩa nó sai bét hết. Rồi từ cái hình sai này người ta lại đưa ra cái chữ này, thì tất nhiên từ hình này qua hình này rất đúng, thấy không? Tức là cái bông này vẽ thành được cái đường này cong, thì giờ người ta vẽ thành thẳng nè, vẽ thành thẳng nè, rồi hai cái này người ta vẽ thành hai chấm quạt ra thế này, cái thổ thì khi mà người ta cải biên thì không có gì sai. Rồi bây giờ hai người đang cầm cái đồ thì giờ vẽ đây là bàn tay ba ngón nè, đang cầm cái đồ nè, cũng đúng không có gì sai. Nói chung là cải biên từ bước hai qua bước này thì hoàn toàn đúng, nhưng có điều là nó sai ngay ở bước thứ hai này đó. Rồi vậy là xong một chữ xu thế không. À, như vậy đây ta có thể hiểu hai chữ xu thế như thế nào, thì có thể hiểu như thế này. Xu thế là những cái việc mà đáng làm, những việc nên làm, và những cái việc đáng làm nên làm đó mọi người đang làm một cách rần rộ và thể hiện ở chữ thế. Muốn cái việc đáng làm nên làm thì người ta đang làm rần rộ như thế, tất nhiên là cái chuyện chúng ta cũng phải nên theo, tức là chúng ta nên theo cái xu thế đó. Xong ha. Hai chữ tôi giới thiệu tiếp sau đây là hai chữ miễn thuế. Trước tiên thì tôi nói chữ miễn. Chữ miễn là gì? Có thể hiểu nôm na, miễn là dẹp bỏ những điều gì đó mà lẽ ra chúng ta phải làm, gọi là miễn. Chẳng hạn như là miễn phí, lẽ ra phải trả tiền mà chúng ta khỏi trả, miễn. Ở đây là miễn thuế. Trước tiên tới chữ miễn thì đây, mọi nhìn thấy chữ miễn. Thực sự chữ miễn là hình ảnh của cái nón. Vậy tại sao cái nón mà lại thành là chữ miễn? Đây, cái nón, các bạn thấy cái nón này có hai cái lông gà. Nếu mà các bạn đã có xem hát tuồng đó thì thấy mấy ông tướng đó thường thường có đeo hai lông gà trên cái nón á, thì đây là cái nón. Cái nón này á là phải nói là đây là một cái nón hồi xưa, đó là những cái nón của mấy ông tướng á, là mới dài nón này, đây là một cái nón cao cấp. Như vậy mà được cái hình vẽ thế nào, cái nón này đội trên đầu một người đâu đó. Rồi từ từ thì hai cái lông gà này người ta lại hiểu lầm, người ta vẽ thành người ta đó, người ta. Rồi đây là cái đầu phải không, rồi dưới này hai cái chân, rồi cuối cùng vẽ thành người ta thiệt luôn. Đúng là cái người mà vẽ cái nón này là hoàn toàn không hiểu đây là hai cọng lông gà, đây là vẽ hai cái chân, đó là chữ miễn đó. Rồi như vậy cái nón mà làm sao mà dính líu tới mà cái ý nghĩa gọi là miễn, thì các bạn thấy thực sự đó thì ngày xưa đó là đầu tiên thì người ta dùng cái chữ này để thể hiện cái nón nè, một cái nón cao cấp của mấy em tướng. Nhưng mà về sau thì người ta muốn vẽ cái nón thì người ta dùng cái chữ mạo, chữ mạo mà sau này mình viết giống như là cái chữ viết rồi đó, nhưng mà nó là chữ mạo, nó vẽ chữ u ngược xuống, ở trong người có hai dấu thì các bạn biết rồi, tức là trên đầu có cái nón, nhiều cái nón sau này người ta vẽ nó giống như chữ u ngược cái đó,
mà vẽ trong thêm hai dẹp nữa, tất nhiên là hở nha, sau này người ta khép luôn thành chữ chữ viết, tức là trên đầu có nón. Cái này tôi giải thích rồi, thì người ta dùng cái chữ đó để chỉ cái nón, tức là mạo. Thì ở trong bao trong sở bút quèo nó có là lạc mạo phong đó, lạc mạo phong, phong là gió mà mạo là nón, lạc là lạc là bay cái nón đó. Do một cái cơn gió nào đó đặc biệt đã thổi bay cái nón đó. Lạc mạo là bay nón đấy. À, như vậy là rồi về sau đó thì người ta không sử dụng hiểu cái chữ này là chữ nón, là bây giờ người ta có chữ nón là chữ mạo rồi, người ta sử dụng chữ này làm chữ miễn. Và tại sao như thế? Bây giờ thường thường á, ví dụ như là các bạn biết là tùy theo cái chức vụ quan ở trong triều đình mà người ta đổi cái nón khác nhau hết. Ví dụ như có 10 ông quan thì sẽ có 10 cái nón khác nhau hết, tùy theo cái chức vụ, thấy không? Thì khi mà nhà vua nó miễn lễ, tức là nhà vua miễn lễ là ý nghĩa là nhà vua chỉ cái nón đó, thì chỉ cái nón có nghĩa là gì? Là kia là gỡ cái nón xuống. Rồi bây giờ tôi nói một cái câu khác về bằng ngôn ngữ. Bây giờ chẳng hạn như là các bạn biết trong nhà thờ thì người ta không có chỗ thuốc, bây giờ nếu mà người ta thấy bạn cầm điếu thuốc á thì người ta làm sao? Không lẽ tôi nói bạn lợi giải nghĩa cho bạn nghe, bạn không nên hút thuốc, không phải vậy, mà họ chỉ là họ nói là thuốc thì bạn hiểu ngay, tức là chỉ điếu thuốc á. Thuốc là bạn tất nhiên là bạn hiểu ngay là người ta không cho thuốc, kêu bạn bỏ đi thuốc. Rồi thí dụ như là giờ bạn vô nhà thờ thì bạn cũng không có quyền đổi nón. Ví dụ bây giờ người ta chỉ nón thì bạn phải biết là bạn tháo nón ra liền. Hay là vào một cái chùa nào đó mà người ta không có quy định là cho đổi nón, thì nếu mà thấy bạn có nón trên đầu thì người ta chỉ nón, có nghĩa là kêu bạn bỏ cái nón ra. Thì về sau người ta sử dụng cái chữ mà cái chữ nón này nè, cái chữ nón cao cấp này nè là gọi là chữ miễn nè, thành cái ý nghĩa là lột ra, lột cái nón ra. Sao mới hiểu ra một cái nghĩa tổng quát là lột ra, tháo ra, bỏ ra là chữ này, rồi cuối cùng thành chữ miễn mà ta biết hôm nay. Rồi bây giờ tới chữ thế thì các bạn xem thế, đóng thế tức là cái nghĩa vụ mình phải đóng, chứ mình làm ruộng phải đóng thế, mình mua bán phải đóng thế, để cái gì mình nếu mình có đi làm công nhân thì mình cũng phải đóng thuế đó, bây giờ thuế đó để điều hành nhà nước, thì cái đó tôi không có bàn ha. Nhưng bây giờ bạn xem người ta viết cái chữ đóng thuế, ta sử dụng cái chữ nào để thể hiện cho gọi là thuế. Thì đầu tiên mình xem cái chữ thuế này có bao nhiêu yếu tố. Thứ nhất yếu tố là cái cây lúa, cây lúa, tại vì hồi xưa có thể là người ta không xài tiền, người ta đóng thuế bằng lúa ha. Và Việt Nam mình cũng có một thời gian gọi đóng đảm phụ á, là có một thời gian đóng đảm phụ thì cũng đóng bằng lúa ha. Rồi bên đây các bạn thấy chữ gì? Bây giờ mình nhìn bên đây đi, cái chữ hiện đại dễ thấy lắm ha. Chữ hiện đại bên đây gồm hai yếu tố nữa, yếu tố nhất là chữ hòa cây lúa, yếu tố thứ hai là hai chấm trên đầu phải không? Rồi yếu tố thứ ba là chữ huynh nè, chữ huynh tức là sao? Cái miệng và ở dưới này có hai cái chân chỉ một người, mà ở trên này là chữ khẩu phải không? Tức là một người đang đang mở miệng nói chuyện. Nói chung là đây là cái hình ảnh của một người mà đang cúng bái và mở miệng ra là khấn vái thần linh. Cái chữ này nè, chữ khẩu này có nghĩa là cái miệng khấn vái thần linh, đây là hai cái chân. Bây các bạn thấy thường thường trong gia đình mà trưởng nam á, thì khi mà những cái lễ cúng bái thì người trưởng nam mới đứng ra cúng bái, thì khi cúng bái thì phải khấn vái đấy, phải khấn vái. Cho nên về sau thì người ta dùng cái chữ chữ khẩu ở trên và hai cái chân ở dưới này là mới chế tạo thành cái chữ gọi là huynh, mà cái này tôi có nói rồi. Huynh tức là đại khái là cái đã là huynh rồi thì cúng bái thì phải tiến hành cúng bái, và trong khi cúng bái thì sẽ có khấn vái là chính chữ khẩu này. Ở trên này lại có hai chấm, hai chấm là gì? Hai chấm này là thể hiện là khấn vái ra tiếng, tất nhiên là không có lớn lắm. Bây giờ nếu lớn lắm tới ba chấm, ba chấm là chữ hô lớn lắm, tức là khấn vái ra tiếng vừa phải rồi. Như vậy khấn vái người rộng với lại là chữ thấp đâu có ý nghĩa gì. Bây giờ tôi xin nói thêm, bây giờ khấn vái thì khấn vái cái gì? Nếu là một cái người con trưởng mà vào những cái dịp mà cúng bái phải đứng ra khấn vái thì khấn vái cái gì? Thì thông thường tức là khấn vái là
cho mọi người được mạnh khỏe, làm ăn, làm mùa trúng mùa, không bệnh tật, đại khái như thế ha, thì khấn vái thì sẽ vái là sẽ được bình an gì đó. Thì tất nhiên khi mà bạn khấn vái như thế thì bạn cũng phải hứa hẹn với thần linh. Bây giờ nếu 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 mà thần linh cho gia đình con đó là được bình an, nếu mà cho vụ mùa con được trúng, nếu cái gì đó cho con cháu con học thành đạt, thì sau này con sẽ đền ơn thần linh, là sẽ cúng bái lớn hơn như thế này nữa, và thậm chí lần sau sẽ cúng heo hay là cúng bò, đại khái như thế. Như vậy là trong khi khấn vái nó có một cái sự gọi là có tính gọi là trao đổi. Nếu được thần linh giúp sức ha, mà để thỏa được những cái lời khấn vái của mình, thì mình hứa lần sau sẽ trả lễ bằng cách là cúng heo cúng bò gì, thì đây nó có tính gì, nó có tính cách gọi là trao đổi. Trao đổi như vậy thì cái chữ như thế này chúng ta có thể hiểu là trao đổi, phải không? Mà trao đổi nó hội ý với chữ thóc, có nghĩa là trao đổi thóc. Rồi như vậy thí dụ như mình mướn đất của chủ điện, thì khi mình mướn đất của chủ điện tức là đất như mình phải đóng tô ha, thì để được cái quyền mà sử dụng đất của chủ điện để mà canh tác thì chúng ta phải có sự trao đổi, không chứ đừng không tự nhiên chủ điện cho mình mướn đất để mà mướn không những người mà để mà canh tác để mà thu hoạch sao. Tất nhiên mình phải có sự trao đổi, thì sự trao đổi này có nghĩa là mỗi một mùa như thế thì chúng ta phải dùng cái thóc để mà giao cho chủ điện để làm chi, trao đổi để nhận được cái quyền canh tác. Có nghĩa là chủ điện thì sẽ nhận được một phần cái thu hoạch của mình, đồng thời là mình thì nhận được cái quyền canh tác của đất của chủ điện, thì cái này người ta gọi là thuế vậy thôi. Hai từ mà tôi nói tiếp ở đây là hai chữ miễn cưỡng. Thế thường thường thì các bạn hiểu miễn cưỡng là như thế nào? Miễn cưỡng là không không thích làm nhưng mà kẹt lắm phải làm là miễn cưỡng ha. Nó cũng hiểu như thế thì nó không rõ ràng nhưng mà nó cũng có cái ý đúng trong đó. Chẳng hạn như là cha mẹ thì muốn mình phải học tốt, nếu mình mà không có siêng năng thì tất nhiên sẽ bị cha mẹ miễn cưỡng đó, mình học mình làm biếng đó, thì như vậy mình sẽ bị cha mẹ miễn cưỡng mình phải học chẳng hạn, thì như vậy mình cảm thấy hơi khó chịu không. Rồi đây mình xem hai chữ miễn cưỡng. Miễn cưỡng là thế nào đây? Bây giờ rõ ràng xuất hiện lại chữ miễn là đây là cái nón cao cấp này phải không, kết hợp với chữ lực. Như vậy chữ miễn là hội ý bởi hai yếu tố, yếu tố nhất là cái nón, yếu tố thứ hai là chữ lực. Thì cái nón này mình hiểu thế nào? Cái nón này có nghĩa là dẹp bỏ, lột bỏ, gỡ bỏ. Khi chỉ cái nón này kia mình là gỡ nón đó, thì cái nón này mình hiểu là dẹp bỏ, gỡ bỏ. Rồi bên đây là sự dẹp bỏ, gỡ bỏ là hội ý với chữ lực là ý nghĩa gì? Tức là thực ra cái người chế chữ muốn chúng ta hiểu như thế nào là chúng ta phải ra sức dẹp bỏ tất cả những cái khuyết điểm mà có thể chúng ta mắc phải để làm chi, để chúng ta tự hoàn thiện chúng ta. Như vậy đây chữ miễn này là có thể là cha mẹ hay là những bậc bề trên là buộc chúng ta làm cái gì, buộc chúng ta phải là ra sức, phải cố gắng, là phải nỗ lực mà dẹp bỏ tất cả những cái khuyết điểm mà có thể chúng ta mắc phải để mà chúng ta hoàn thiện tốt hơn đó. Chữ miễn là ý nghĩa như thế. Thì các bạn thấy cái này kẻ biên thì cũng vậy thôi, cái này thì các bạn biết rồi hồi nãy phải không. Rồi chữ lực thì nó thành như thế này, đây là cái bàn tay công nghiệp đó, có con chuột đó. Còn bây giờ tới chữ cưỡng thì như thế nào? Cưỡng cưỡng thì thực ra cái chữ này cũng học rồi. Cưỡng các bạn thấy đây là vẽ hình cái cung, cung có nghĩa là một cái con, nó cong cong, nó không có ngay đó, nó cong cong đó. Ở đây là vẽ cái miệng phải không, chữ khẩu. Ở dưới này vẽ gì? Vẽ giống như con rắn vậy đó, con rắn. Thành như vậy thật sự đây là cái từ gì? Cái từ cưỡng này có nghĩa là một cái con đó là động vật bò sát,
có cái dạng cong cong, cong cong là chữ cung này đây, cong cong ha. Và có tiếng la, nó tiếng la là chữ khẩu đây, rất là lớn. Như vậy cái hình nó chữ cưỡng này á là thể hiện một cái con động vật, một con thú mà bò sát đó, mà khổng lồ, có cái dạng là cong cong và có cái tiếng hét đó, cái tiếng la của cái con động vật bò sát này nè, rất là lớn tiếng đó. Thì thường thường mình cứ nghĩ là những người mà hay la lớn tiếng là những người mạnh khỏe, phải không? Thì như vậy là nó có một cái sự như là người ta cứ nghĩ lớn tiếng là mạnh khỏe, nhưng mà không hẳn đâu, có nhiều người ốm nhom mà cũng la lớn tiếng như thường, thấy không? Đấy, thì cái chữ này ta gọi là chữ cưỡng, mà còn gọi là nhiều khi còn đọc là cường nữa các bạn, thậm chí là chữ càng cũng là nó nữa, cưỡng cường là cũng nó hết. Như vậy miễn cưỡng, hai chữ này là ý nghĩa gì? À, các bạn thấy chữ 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 miễn này có nghĩa là ra sức, ra sức hoàn thiện mình, còn chữ cường này chẳng qua là thể hiện cái sự mạnh mẽ thôi, mạnh mẽ. Đi về một con rắn mà bò sát khổng lồ có thể la lớn tiếng, tức là một con rắn rất là mạnh mẽ. À, nó khác đi cái trong nó là gì, tức là mạnh mẽ. Nếu mà mình hiểu hết hai chữ miễn cưỡng là cái gì, lời khuyên của bậc bề trên khuyên chúng ta hãy một cách mạnh mẽ, cố gắng mà nỗ lực một cách mạnh mẽ để mà dẹp bớt tất cả những cái khuyết điểm mà chúng ta có thể mắc phải, để mà hoàn thiện chúng ta trở thành người tốt hơn, thì đó gọi là miễn cưỡng. Còn chữ cường này, cưỡng này ta cải biên lại thì cũng dễ hiểu, phải không? Đây là chữ cung nè, cung tên cũng là chữ cung này nè ha. Rồi chữ khẩu là vậy, rồi con rắn thì là dễ vậy. Con rắn nó có nhiều cái kiểu biến hóa lắm, nhưng mà đây cũng là kiểu con rắn. Sau này mình hiểu này là con trùng, phải không? Đó, thể hiện cho mạnh mẽ. Rồi, như vậy là cái phần 72 tới đây xem như là kết thúc. Mời các bạn đón theo dõi phần 73. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.